Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cấu tạo của cái bóng sấy nhiệt. Đây là bóng sấy nhiệt thạch anh, hay còn gọi là bóng sấy nhiệt halogen. Đấy, gọi là bóng thạch anh thì là thông dụng hơn. Thì bóng hiện tại bóng như mẫu này thì có hai loại. Bóng đục. Đục là cái thân bóng nó màu đục như này, đấy trắng đục như này, mình không nhìn cái mai soi trong. Loại thứ hai là loại là trắng trong, đó là mình nhìn cái dây mai so ở bên trong này. Thì hai loại này nó khác nhau như thế nào thì tí nữa mình sẽ phân tích cho mọi người. Còn đây mình sẽ cấu tạo cho giới thiệu còn đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người cấu tạo của cái bóng. Bóng thì bao gồm thân bóng này. Đấy, thân bóng, cái này bằng thạch anh. Đấy, thân bóng là bằng thạch anh. Đấy, hai đầu là hai đầu sứ. Hai đầu sứ ở đây là con nắp. Nắp bảo vệ để mình khi mình đấu điện vào đây thì nó sẽ bảo vệ để mình khỏi va chạm vào cái phần đấu nối. Đây là cái ốc ốc để mình đấu cái điện vào đây. Đấy. Thì ở đây thì bóng đây hai đầu thì mình tháo rồi, hai đầu thì hai đầu điện. Thì bóng này thì có hai loại, là một loại là điện 220 và một loại là điện 380. Điện 220 tức là hai đầu điện, mình cấp điện là đo điện áp của nó là 220, tức là một đầu nóng và một đầu lạnh. Đấy, còn điện 380 tức là hai đầu là hai pha nóng của điện 3 pha. Thì một số người có hỏi là khi cái bóng này công suất nó cao hoặc là thi thoảng mình lâu mình không 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 thắp lại thì thắp lại nó có bị có xảy ra cái trường hợp nào bị nổ không? Đấy, thì thứ nhất mình giải thích là cái phần phần thạch anh này, này phần ống thạch anh này nó chịu nhiệt thì sẽ không thể bị chảy ra hoặc là bị nổ được. Ngoài ra khi mình lâu mình không không thắp bóng thì là có thể phần bên trong bóng này nó có độ ẩm, không khí ẩm nó có thể chứa nước nữa này. Thì hai đầu này đã thiết kế có một cái lỗ nhỏ này. Đấy, lỗ nhỏ này chính là lỗ để thoát hơi hoặc là không để khi mà nhiệt độ mà nó cao lên thì là không khí nó giãn nở hoặc hơi nước nó giãn nở thì nó sẽ không để có bị tăng áp ở trong cái bóng này nên nó sẽ không bị vỡ được. Thì khi mà không khí nó giãn nở hoặc hơi nước nó giãn nở mà cái hơi nước một phần ở trong bóng này nó có do không khí ẩm thì nó sẽ bị thoát ra ở cái lỗ này. Đấy, cái lỗ nhỏ nhỏ này. Đấy. Nên là bóng nó sẽ không 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 thể nổ được. Nên là mọi người cứ yên tâm là bóng nó không 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 nổ được. Một số bạn hỏi cái bóng nó có xảy ra trường hợp nào bị nổ không? Đấy thì không nổ, chỉ có trong trường hợp nó vỡ vỡ bóng này, vỡ thì là do mình va đập vào đây thì nó vỡ, còn nếu không va đập thì nó không không vỡ được. Đấy, phần bên trong thân bóng này là cái dây mai so mình cuốn thành nhiều vòng, công suất càng cao thì là nó càng nhiều vòng và công suất càng cao thì là cái dây này nó càng to lên. Cái dây này thì nó làm bằng vật liệu chủ yếu chủ chốt là bằng niken và chrome, wolfram đấy, bằng bằng hai hai cái vật liệu đấy là chính. Đấy, bóng của mình thì có hai loại, bóng trong và bóng đục. Đấy, thì trên thị trường bây giờ đa phần chỉ có hai loại bóng trong và bóng đục thôi. Thì hai loại là khác nhau như thế nào? Đấy, và bóng đục này thì khi mình sáng lên thì nó như cái bóng đèn tip của mình ấy, độ tỏa của nó đều hơn. Đấy, bóng trong này thì mình nhìn thấy cái bóng chỉ hồng hồng ở cái phần mai soi thôi, còn ở đây thì toàn bộ cái phần bóng này nó hồng hết lên, nên nó tỏa nhiệt tốt hơn và nó sáng, nó đẹp đẹp hơn, đều hơn. Đấy, tuy nhiên là cái bóng đục này nó có một cái nhược điểm là khi nó dài thì nó dễ vỡ. Bóng trong này thì nó sẽ cứng hơn, nên là bóng đục này làm trong cái trường hợp là bóng ngắn. Đấy, còn bóng dài hơn thì sẽ làm bóng trong. Đấy, thông thường cứ trên 1 mét thì làm bóng trong, dưới 1 mét thì có thể là bóng đục hoặc bóng trong, tùy hai loại. Đấy, thì mình vừa rồi mình giới thiệu cho mọi người cái cấu tạo của cái bóng sấy nhiệt thì bao gồm các phần thân bóng làm bằng thạch anh, hai đầu sứ cách điện, phần đấu điện và nắp chụp. Sau khi mình đấu điện xong thì mình nắp chụp vào. Đấy, và phần dây mai so ở trong. Khi dây mai so nó đứt thì tức là bóng nó hỏng, dây mai so nó đứt bóng nó hỏng. Đấy, thì tuổi thọ của bóng thông thường bao nhiêu? Tuổi thọ của bóng này thì nó cũng giống với bóng điện sợi đốt ngày xưa mình vẫn dùng, thì nó rơi khoảng 2.000 giờ. Đấy, trung bình là như vậy. Trung bình là tuổi thọ nó là 2.000 giờ. Đấy, bóng này thì có cái đầu này có cái lỗ, lỗ để thoát hơi. Thoát hơi khi hoặc là để cho giãn nở không khí
thì khi mình đốt nóng thì nó giãn nở thì nó khí nó thoát khỏi cái lỗ này, cái bóng này nó không bị nổ.